Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Vy lộ rõ vẻ tiều tụy sau hơn một năm bị phong sát. Đây là lần hiếm hoi Triệu Vy chủ động khoe ảnh ở trên mạng xã hội sau khi bị cấm sóng. Năm 2021, việc Triệu Vy bị phong sát khỏi làng giải trí Trung Quốc đã khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bị thu hồi những giải thưởng, danh hiệu đã nhận được trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Mới đây theo NetApple đưa tin, Triệu Vy đã đăng tải hình ảnh chụp diện cận mạo ở tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Đây là động thái hiếm hoi của nữ diễn viên sau một thời gian dài bị cấm sóng. Bên cạnh việc khoe ảnh đời thường, Triệu Vy còn gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ vì đã chúc mừng sinh nhật cô. Xin chào mọi người, là tôi đây. Mặc dù là sinh nhật của tôi nghĩ nó cũng giống mọi ngày bình thường. Cảm ơn các bạn nhớ đến sinh nhật tôi và không rời đi. Tôi đã nhận được lời chúc mừng của các bạn. Một ngày trôi qua đều là ngày tốt lành. Tôi hy vọng các bạn sống hạnh phúc, khỏe mạnh, yêu mọi người. Trước khi bị phong sát, Triệu Vy vốn là nữ hoa đáng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Việc dừng lại ở vai trò diễn viên, người đẹp từng lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, âm nhạc và gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Được biết, khối bất động sản của vợ chồng Triệu Vy có thể đạt đến 660 triệu nhân dân tệ. Tháng 8 năm ngoái, Triệu Vy từng có mặt tại sân bay và nhận được nhiều lời hỏi thăm, quan tâm của một số khán giả. Khác với những nghệ sĩ bị phong sát, nữ diễn viên vẫn còn có thể sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, Triệu Vy đã lựa chọn cuộc sống kín tiếng, gần như không có hề động thái mới ở trên tài khoản cá nhân. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.